Kính chào quý chị và các bạn, thay mặt những người thực hiện chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Yến Ngọc và Thế Anh kính chúc quý chị và các bạn một tuần mới nhiều thuận lợi, nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma. Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc đăng kiểm. Trái phiếu chính phủ tăng trưởng mạnh. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao nhất trong 2 năm qua. Những ngày tháng 3 này, trong khu tưởng niệm Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, liên tục có các đoàn khách du lịch, học sinh, sinh viên và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma đến dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đoàn đã dâng hoa, thắp hương, tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển vùng trời của Tổ quốc. Đây cũng là địa chỉ đỏ để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 35 năm đi qua, trận chiến Gạc Ma năm 1988 khắc sâu trong lòng bao thế hệ. Tại Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn khu vực Quảng Nam Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ dỗ cầu siêu cho vong linh 64 liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa cho biết lễ cầu siêu kết hợp dỗ chung là thông lệ nghĩa tình mà anh em đồng đội, thân nhân gia đình tổ chức hàng năm để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống tại Gạc Ma. Ngoài ra, gia đình các liệt sĩ cũng luôn nhận được sự quan tâm động viên đặc biệt. Đều đặn tháng 3, anh em cựu binh Trường Sa quyên góp để tổ chức lễ dỗ chung cho đồng đội. Những buổi lễ này luôn diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Gia Nghĩa Đắk Nông, Chân Thành, Bình Phước. Dự kiến tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với chiều dài nghiên cứu khoảng 88 km, tuyến cao tốc Gia Nghĩa, Chân Thành có tổng chiều dài 128,8 km. Cả hai tuyến đường đang trong quá trình xây dựng dự án, chuẩn bị đầu tư. Nhiều ý kiến đề xuất đầu tư theo phương thức công tư, quy động nguồn lực ngoài nhà nước, giảm áp lực vốn nhà nước và thu hút tối đa nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính toán chắc chắn, kỹ lưỡng, tư vấn thiết kế tuyến đường phù hợp, cân bằng lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Quy mô tuyến đường cao tốc phải đảm bảo 4 làn hoàn chỉnh. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc triển khai công tác đấu thầu gói thầu số 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Hiện dự án tổng thể đã chậm tiến độ, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải thực hiện theo chức năng, thẩm quyền và chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như đánh giá việc cho phép gói thầu số 5.10 thực hiện trong thời gian 39 tháng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng điều kiện để các nhà thầu quốc tế tham gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện giao thông, tại nghị quyết số 31 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm. Theo đó, cần có giải pháp hiệu quả giải quyết dứt điểm đảm bảo công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3 này, đẩy mạnh kiểm tra hiện trường và làm việc với các bộ ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm nay. 50 chiến sĩ cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải.
Theo đó, 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, 20 cán bộ làm nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đăng kiểm, 167 cán bộ chiến sĩ đăng kiểm của ngành công an sẽ tham gia hoạt động kiểm định các phương tiện vận tải tại các trung tâm đăng kiểm cả nước. Lực lượng công an cũng sẵn sàng các dây chuyền đăng kiểm để hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi đăng kiểm phương tiện cơ giới. Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia thành 8 nhóm, căn cứ để phân chia mức phí dựa trên tải trọng và ghế ngồi. Mức phí mỗi tháng với ô tô thấp nhất là 130.000 đồng và cao nhất là 1.430.000 đồng. Cơ quan quản lý giao thông đường bộ được để lại 1,2% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Còn các trung tâm đăng kiểm thu phí nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam để Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng hợp và khai nộp phí vào ngân sách nhà nước. Xin chuyển sang thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Bộ Tài chính vừa cho biết tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành trong tháng 2 là hơn 36.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ cũng khá thành công khi con số đấu thầu thành công lên tới 34.400 tỷ đồng. Tính trung bình, trái phiếu chính phủ có kỳ hạn phát hành 12 năm, lãi suất phát hành là 4,37% một năm. Dự kiến trong năm nay, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành khoảng 400.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 528 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt hơn 893.000 tấn, trị giá 472 triệu đô la Mỹ. Kết quả này giảm hơn 8% về lượng nhưng tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của các chuyên gia, Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu gạo vẫn còn những khó khăn như giá cước vận tải biển và giá cả đầu vào sản xuất lúa gạo cao. S&P Global vừa công bố báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam tháng 2 năm 2023. Theo tổ chức này, thì ngành sản xuất của Việt Nam tăng trưởng trở lại khi số lượng đơn đặt hàng mới nhiều lên. Nhu cầu cải thiện đã khiến niềm tin kinh doanh tăng lần thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, áp lực chi phí tiếp tục tăng khi giá cả đầu vào tăng với tốc độ nhanh kể từ giữa năm ngoái. Để bù đắp, các công ty đã tăng giá bán hàng, nâng cao năng lực của nhà cung cấp. Kết quả, chỉ số nhà quản trị mua hàng của Việt Nam trong tháng 2 đạt 51,2 điểm, tăng 3,8% so với tháng trước đó. Trong khi 3 tháng trước đó, chỉ số này liên tiếp nằm dưới mức 50 điểm. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận, huyện tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền công khai nội dung tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính các cấp để người dân biết về quyền lợi và nghĩa vụ, đồng thời bố trí công chức hoặc tình nguyện viên tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID mức 1 để thực hiện tra cứu sử dụng các dịch vụ công hiệu quả, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính để tiếp nhận giải quyết theo quy định. Theo báo cáo The Great Report 2023 vừa được công ty K9 Rank phát hành trên toàn thế giới, cùng với Australia, Ấn Độ, Hồng Kông, Trung Quốc và Trung Quốc đại lục, Việt Nam là một trong 5 điểm đến hàng đầu được giới siêu giàu Singapore lựa chọn để đầu tư bất động sản. Theo Knightbrand, với tốc độ tăng trưởng nhanh, Việt Nam được xem là một trong những điểm đến đầu tư sáng giá của giới siêu giàu trong khu vực. Các đô thị, vùng ven biển và nông thôn Việt Nam luôn tiềm ẩn giá trị cao đối với nhà đầu tư bất động sản. So sánh với các đô thị lớn trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 về mức giá phải chăng,
của căn hộ hạng sang sau Sao Paulo, Brazil và Cape Town, Nam Phi. Điều này khiến thành phố trở thành điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản trong khu vực. Trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, hội voi Buôn Đôn cũng vừa khai mạc. Đặc biệt tại tiệc buffet cho voi, hàng tấn hoa quả như là dưa hấu, mía, chuối đã được chuẩn bị sẵn để bảy chú voi tham gia hội voi thỏa thích thưởng thức. Từ xa xưa, voi đã trở thành biểu tượng văn hóa của Buôn Đôn, nói lên vẻ đẹp của buôn làng, sự giàu có và ấm no. Voi gắn bó với sự hình thành và phát triển của dân tộc, thấm sâu vào các mối quan hệ xã hội, tác động vào văn hóa tín ngưỡng, phong tục lễ hội và nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng khác của các dân tộc Tây Nguyên. Hội voi Buôn Đôn năm 2023 là hoạt động thiết thực để giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, xã hội và du lịch. Thưa quý vị và các bạn, giữ trọn lời hứa với người đồng đội thời chiến, 47 năm qua, bà Lê Thị Thanh ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ không lập gia đình, bỏ qua mọi điều tiếng thị phi, một mực yêu thương, chăm lo cho đứa con của đồng đội như con ruột của mình. Chuyện tử tế ngày hôm nay xin mời quý vị đến với câu chuyện cảm động này. Bà Lê Thị Thanh sinh ra và lớn lên ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Bà tham gia cách mạng làm giao liên từ năm 14 tuổi. Năm 1974, trong chuyến công tác về Cần Thơ để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam, bà bị bắt giam ở Khám Lớn, Cần Thơ. Tại đây, bà Thanh thân với nữ chiến sĩ Lê Kim Tiến. Khi bị bắt, bà Tiến phát hiện mình đã mang thai 3 tháng. Một bữa đó, cũng trời nắng rồi. Chưa, hai đứa mới nằm kế nhau, ngồi nói á, và sau này á, em có cho sanh á, con em ra, thì chị nuôi con em. Rồi tôi hỏi thì sao mà em không nuôi mà đưa chị nuôi. Nó nói chị á, bị bắt á, là không có quá tang, không có tài tang, không có gì hết, nó bắt chị là nó bắt tình nghi. Nó đánh chị đã đời rồi nó thả vậy thôi. Còn em nó bắt đủ tài can, em không trốn được. Em chịu em đi làm cách mạng. Em chịu em đi làm việc công. Thành ra nó kêu án em 8 năm tù. Ở đây đó 5 năm đó nó đưa ra đảo rồi. Thế ông ra đảo á mà em xem đẻ con á ở đất liền thì chỉ nuôi. Chưa đem nó ra đảo rồi nó chết nữa làm sao. Tôi nhìn nó thấy sâu. Một người mẹ đối với cái thân chết mình không lo, không ngại, mà lo cho đứa con ra đời. Tôi thấy gì tôi cảm động, tôi nói ừ, chị nữa. Cảm động trước lời gợi gắm gần như trăn trối của nữ bạn tù, bà Thanh đã đồng ý. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, đứa bé ấy cất tiếng khóc chào đời, còn người mẹ đã hy sinh. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nhớ lại lời hứa năm xưa, bà Thanh đã tìm gặp và bắt đầu hành trình 47 năm nuôi con đồng đội. Bà đặt tên đứa bé là Lê Việt Tiến, cái tên được ghép từ tên của cha và mẹ. Ông nó về, ông về cơ quan, trời ơi, hai như trời. Nó chết cho nó không xong. Mà con nhỏ này nó suy dinh dưỡng quá xa rồi. Nó sống tôi nuôi, nó chết tôi chôn, chứ tôi không cho ai hết. Vì là hứa với người bạn ở trong nhà tù. Tôi thương mẹ, mẹ Thanh vô cùng, mà có thể nói là nợ mẹ một đời. Tuổi thanh xuân của mẹ bỏ hết chỉ vì tôi, mẹ ở vậy nuôi tôi, vì mẹ sợ là mẹ có chồng rồi con chồng con vợ rồi không thương tôi thì đánh tôi này kia nọ các thứ, cho nên mẹ chấp nhận hy sinh vì tôi. Chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ, nhưng bằng tình thương, bà Thanh vẫn cố gắng chu toàn mọi việc để chăm sóc, nuôi chị Tiến trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Về sau, chị Tiến lần nữa lâm vào cơn bạo bệnh, bà Thanh cũng không tiếc bán đi căn nhà duy nhất để chạy chữa cho con. Nuôi con Tiến nó nghèo, tài sản bán hết, nhưng tôi không buồn.
Tôi vui là vì vợ chồng nó hạnh phúc, nó biết lo cho nhau. Mẹ là nuôi tôi 40 mấy tuổi đầu, tới bây giờ mẹ coi tôi cũng như một đứa con nít vậy đó. Tôi vui, tôi chơi, tôi giỡn, tôi gì á thì mẹ mừng lắm. Mà bữa nào mà thấy tôi buồn buồn là bắt đầu là lo. Cho nên tôi cảm thấy tôi thương mẹ dữ lắm. Tôi chỉ mong mẹ mạnh khỏe, sống đời với tôi. Trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có rất nhiều câu chuyện đẹp về tình đồng chí, đồng đội. Có lẽ câu chuyện nuôi con giùm đồng đội của bà Lê Thị Thanh là một trong những câu chuyện khiến người ta cảm động và day dứt nhất. Bởi hơn một lời hứa, hơn cả tình thân ruột thịt, bà Thanh đã trở thành một người mẹ thực sự, một đời hy sinh cho con gái Lê Việt Tiến của mình.